Em chào tất cả các bác nha. Hôm nay là em live lúc 20:36 này các bác ơi. 20:36 này. Đó, hôm nay em live ngày 14 tháng 5 nhé, lúc 20:36 nhé. Hàng hồi chiều là em bán hết rồi nha các bác nha. Giờ em live tiếp tục live hàng mới này. Lúc 20:37 này, 36:37 này. Đây là lô đầu tiên này, một cái nhãn mẹ bồng con này. Đó, em test bán la rô này, la lô này. Đấy, cây này này. Một mẹ bồng con cây to nha. Lô này em bán với giá 350k thôi. Đây là lô 1 này. Tiếp tục đây là lô 2 này. Một cái nhãn to, rất là to luôn. Đó, cây rời nha. Cây này 2, 4, 6, 8 lá nhá các bác nhá. 8 lá rất là to này. Đó. Cây này thì đang cũng đang ra ngọn hoa này. Cây này thì nó... Đây, cái cây này rất là dài luôn. Thân rất là cao luôn nha. Cây này thì nó mất ngọn này. Mất ngọn nhưng mà bây giờ nó mọc ra ngọn mới rất là đẹp luôn này các bác này. Nó xỉa ra ngọn mới bên này nha. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây. Đấy, hai cây to này em bán có giá 500k thôi nha. Đây là lô 2 này. Tiếp tục lô 3 này, trâu nguyên bản này các bác ơi. Đó, hàng mới về còn ướt nhem luôn. Đây, chỗ em đang mưa này. Đó, hai trâu, hai cục trâu nguyên bản này em bán 250k này. 250 nhé, 250 này. Đây là lô 3 này. Tiếp tục lô 4 nhé. Lô 4 này. Lô 4 này. Lô 4 là báo hỷ nha. 1 này, 2 này. Báo hỷ đang ra mầm rồi nha các bác nhá. Ra mầm nó rất là dài, em cắt tỉa rễ rất là sạch sẽ rồi này. Cắt tỉa rễ sạch sẽ rồi nhá. Các bác về chỉ cần trồng lên thôi nhá, em cắt tỉa rễ rồi nhá. Đó. Em cắt tỉa rễ rồi. Đó, 2 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7. Báo hỷ hoa rất là đẹp luôn, hoa tím đẹp luôn nha. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. Đó, 11 bó này em bán có 100k thôi nhá. Đây 12 này luôn này. Em bán có 100k này, 100k nha, 12 khóm nha. Đây là lô 4 nha các bác nha, lô 4 này, tiếp tục lô 5 này. Một khóm này. Hai bụi này. Cái bụi này rất là to luôn, thân mập luôn, ba bụi này. Cái bụi này nó chuẩn bị ra ngọn mới nhá, chuẩn bị ra ngọn mới này. 3 bụi, 4 bụi, cái này cũng vậy nha các bác nha. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9. Cả cái 9 bẹt luôn nha. 10 này. 11 này. 12 này. Bỏ cái nhỏ này luôn, rất là ngắn đẹp luôn. 13. Lô này cũng 100k này. Đây là lô 5 này, 100k nha. Đây là lô 6 quế tím nha các bác nha. Quế tím này, 20 cây quế tím này em bán có giá 100k nhá. Đó, lô quế tím này em bán có 100k toàn đẹp luôn nha. 20 cây này, 100k này. Đó, lô 6. Và tiếp tục lô 7 nha. Lô 7 này, một cây nhạn của mẹ bồng con này. Lá mít rất là đẹp luôn nha. Đó. Đó, cái này em bán cũng 300. Cái này thì nó đẹp hơn lá mít này. Đó, cái này em bán cái giá 370k. Đang ra hai ngọn hoa nha các bác nha. Đây một ngọn hoa này, hai ngọn hoa bên này nhá. 370 này. Đó. Đây là lô 7, tiếp tục lô 8 này. Một nguyên bản mít này, có hai cây này. Cây to nữa nha. Ba này. Ba khúc nhạn này nhá. Ba khúc nhạn này, cái nhạn này nó hơi bị lỗi tí. Nhưng mà nó mọc ra mấy cái rễ nhiều rồi. Mọc ra cái rễ nhiều rồi nhá. Đó. Lô này em bán tại vì hai cây to này, em bán với lại một cây nhỏ. Lô này em bán có 200k thôi. Đây là lô cuối cùng này. Bác nào yêu đó, lô 200k. Em còn khuyến mãi một cây nhạn rời này. Rất là đẹp luôn nhá. Đó. Bác nào yêu cầu hàng gì thì cứ gọi theo số điện thoại của em nha các bác nha. Giờ em chào các bác nha.